Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Siêu phẩm Wairo 1/50 nâng cấp đầy ấn tượng với cái hệ thở Pet Mikuni cực kỳ là mắt. Bên cạnh việc sổ trên mình cái tông màu xanh vô cùng là mắt và nó bật, cái chiếc Wairo 1/50 đổi dưới đây còn hút được biết bao nhiêu dân chơi xe. Cái được trang bị cho mình cái dàn phụ tùng đồ chơi vô cùng chất lượng, đặc biệt là hệ thống ống xả Pet Mikuni độc đáo và dường như chưa một cái chiếc Wairo độ nào sử dụng. Lựa chọn riêng cho mình một cái tông màu xanh đen kết hợp cùng với cái dàn chân bạc tạo ra cho người nhìn cái cảm giác với sự cứng cáp nhưng đầy ấn tượng và nó bật. Đi cùng với đó là hàng loạt món đồ chơi cực chất đã làm cho chiếc xe thêm chút là thú vị. Phần đầu xe được khoét rộng tí xíu để người thợ dễ dàng lắp ráp cái cụm thắng Rainbow Costa. Đây là cái phiên bản nâng cấp từ cái dòng là AZ19, cái mặt màn hình to lớn làm nó bật phần đầu xe một cách hoàn hảo. Bên cạnh, người chủ còn dùng cho mình bình dầu CNC Racing Carbon Burn làm cho ổ khí dầu phụ. Tận dụng cái bên tay con tiếp em để hương hiệu Dino kiểm soát hành trình phanh đùm phía sau của con xe này được tốt nhất. Mẫu tay này thiết kế nhỏ gọn nên đắp vào không phải cắt khoét như những mẫu tay khác. Em ấy dùng trên mình cây trợ lực Matrix kẹp sườn của hành trình là 70mm kết hợp cùng chế 16 nấc chỉnh nặng nhẹ để kiểm soát phần đầu tốt hơn, không bị giằng lắc trên trục cao. Để có thể lắp được lên xe thì phần nhựa nhám sẽ được khoét rộng rất nhiều để không bị cả cấn trong quá trình đánh lái. Cái dàn chân trước là cái sự kết hợp giữa đĩa gaffer đồ chơi đi cùng chiếc heo dầu Rainbow phiên bản logo đỏ 2 bit đối xứng được bắt dành cuộc sơ qua trước thông qua một phát heo dầu và được gia công bằng cái điện nhôm CNC. Và không quên kể về cái sợi dầu S được bấm ngắt đầu CNC là cực đẹp không tưởng. Ở dòng trên mình phục Holin bình dầu trời nằm trên. Đây là phiên bản mới nhất được sản xuất dành cho những cái chiếc Wairo Lift với cái tổng chiều cao là 330. Cái mặt ngoài hình màu vàng sặc sỡ đặc trưng làm cho cái chiếc sơ độ thêm chút sang chảnh và danh giá. Nếu như những cái bản độ về Wairo hiện nay ta thường lựa chọn trên mình cái dòng 4 Ross là chủ yếu. Nhưng cái chiếc sơ độ này người chủ hướng tới một cái dòng sản phẩm lạ mắt thường, bắt mắt đến thương hiệu của Pet Mikuni nổi tiếng ở thị trường châu Âu. Honda quay độ khó đồ chơi hàng hiệu phô diễn qua góc ảnh phơi sáng. Sau hơn 15 năm có mặt ở thị trường Việt Nam thì cái chiếc Honda Way đã lấy được rất nhiều tình cảm người chơi ở Việt Nam. Bằng chứng là đến thời điểm hiện tại có rất nhiều con quay Alpha đời cũ vẫn được săn tìm nhiều nơi và giá thành cũng là tương đối khá cao so với những mẫu xe khác ở trên thị trường. Khoét trên mình một dàn áo bạc lịch lãm thể thao, chủ xe còn tinh tế tạo điểm nhấn màu sắc cho con chiến mã của mình bằng dàn chân mang cái màu vàng gần gũi. Trang bị chó đèn là 2 bóng, món đồ chơi chính hãng được nhập khẩu từ Thái Lan, được rất nhiều em chơi quay Alpha là ưa chuộng. Và trong nhiều năm qua, ngoài cái đẹp ẩm tiềm ẩn thì cái dòng sản phẩm này cho ánh sáng là tốt hơn nhờ vào cặp bóng halogen. Cái phần bình dầu Dixin tạo một kiểu dáng là phá cách tẩy đi cái phần là nắm bình và được cố định bằng 2 ốc kiểu cái màu xanh và chân kính được che đậy bằng 1 ốc rô ti, đi kèm một cái chụp cao su chống bị tháo trộm khi gửi xe. Trang bị tay thắng CNC tích hợp là 6 cấp tăng đường và tạo cái điều kiện phù hợp với kích thước tay dụng khi đeo cái bao tay. Và trên thân tay thắng còn có trang một rãnh nhỏ giúp cho luồng gió qua vô cùng là khí hợp. Tay thắng này phải đi kèm một cái bản lề CNC nên cứ dùng được là đa dạng khi dòng xe, chỉ còn chọn đúng cái bản lề thích hợp. Trang bị trợ lực kẹp cổ làm nhiệm vụ giữ vững đầu xe chống tình trạng xe lắc và độ cao. Vì đây là món đồ chơi chế thêm nên người thợ phải canh chỉnh vô cùng vất vả, vừa đảm nhận được khả năng vận hành còn phải nhìn sao cho thẩm mỹ nhất. Vì có nhiều chiếc xe không thiên về mặt tốc độ quá nhiều nhưng vẫn muốn lắp cái trợ lực để làm kiểng. Nhìn xuống dàn chân trước thấy được cái sự cơ bắp trong từng chi tiết. Phay heo của dầu Nissin 2 bit được rất nhiều dòng xe ưa chuộng hiện nay, kèm đó là cái đĩa gaffer ở trước cùng thất lòng CC và vài chữ ốc kiểu trắng. Chứ dùng cái niềng nhôm SL vàng cái chữ đỏ, niềng này khá hiếm ở Việt Nam, rất khó tìm. Sản phẩm này có mức giá thành cũng rất cao nhưng bù lại người chơi xe được trải nghiệm một cái sản phẩm là khá đẹp, bao cứng cáp và trọng lượng rất nhẹ hơn so với sản phẩm khác đang có ở trên thị trường. Sử dụng cái vụt Colin có tổng chiều dài là 330mm, sử dụng được cho những dòng rim và khu chờ.
mà không lo bị hụt cái chiều cao của xe. Cái độ nhún và độ nảy của phuộc là hoàn toàn được kiểm soát, chứ không nảy một cách theo quán tính và đàn hồi của lò xo như những lỗ phuộc khác, tạo một cái khoảng thoải mái cho người điều khiển xe. Với sáng em trai bên một cái góc đường thần khi thành phố bị đêm. Cảm ơn bạn dập này là cái tip, nhớ like, subscribe.